Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Search Channel. Các bạn thấy là ở đây mình đang có sản phẩm gì không? Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE. Với những sản phẩm của nhà Samsung mà các bạn thấy có dòng chữ FE ở phía sau á, thì đó là một cái phiên bản Fan Edition dành riêng cho fan của dòng Galaxy Tab S7. Tuy nhiên thì thông số của máy sẽ được tối ưu một chút xíu để có thể mang đến cho người dùng một cái mức giá dễ tiếp cận hơn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tiến vào mổ xẻ và khám phá em Samsung Galaxy Tab S7 FE này nha. Và đây, bây giờ thì mình sẽ tiến hành khui hộp chiếc Galaxy Tab FE này luôn nha. Ở bên trong hộp thì đầu tiên chúng ta sẽ có máy. Và phiên bản Galaxy Tab FE mà mình đang có đây là phiên bản màu đen. Ngoài ra thì các bạn còn có một cái tùy chọn màu nữa là một cái phiên bản màu xanh min khá là đẹp mắt và trẻ trung. Thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên trang web FPT Shop nha. Những cái phụ kiện đi kèm ở trong hộp thì chúng ta sẽ có bút S Pen nè. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh. Củ sạc này sẽ hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Tuy nhiên là chiếc Galaxy Tab SE sẽ có hỗ trợ sạc nhanh lên đến tận 45W. Nhưng mà một hồi thì mình cũng sẽ thử sạc bằng cái củ này để xem là nó sạc đầy máy trong vòng bao nhiêu phút luôn nha. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE thì đây là chân dung của em nó. Khi mà mình cầm máy trên tay ấy, thì mình có một cái cảm giác nó giống y chang với lại chiếc Samsung Galaxy Tab S7 Plus luôn. Bởi vì hai máy có chung một cái kích thước màn hình là 12.4 inch. Và kết hợp với đó là một cái thiết kế cũng rất là cao cấp được thừa hưởng từ dòng Galaxy Tab S7 Plus nữa. Chất liệu nhôm nguyên khối nè, thân máy siêu mỏng. Những cái cạnh xung quanh thì sẽ được vát vuông vức tạo nên một cái thiết kế rất là hiện đại và cao cấp nữa. Như các bạn có thể thấy mình cầm trên tay á, thì cái kích thước của chiếc Galaxy Tab S7 FE này nó khá là lớn. Vì thế để cho chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, các bạn cầm trên tay và vuốt một chút xíu thôi thì mình cảm thấy cũng đã mỏi rồi đó. Cho nên với chiếc Galaxy Tab S7 FE này thì mình sẽ thường kết nối với lại một cái bàn phím rời của Samsung. Và sau đó thì mình sẽ thao tác làm việc trên đó. Hoặc nếu không thì mình sẽ dựng nó lên một cái kệ và mình sẽ thao tác trên màn hình để vừa làm việc nè hoặc là giải trí. Lúc đó thì mình sẽ kết hợp với lại một cái phụ kiện trong hộp của sản phẩm luôn, đó chính là cái cây bút S Pen này. Khi mà quẹt trên máy thì cảm giác nó vừa thuận tiện mà vừa rất là fancy nữa. Về cái chiếc bút S Pen này á, thì mình thấy là nó giống y chang với lại chiếc bút S Pen của chiếc Samsung Galaxy Tab S7 cũng như là Galaxy Tab S7 Plus luôn. Cầm trên tay thì nó rất là vừa vặn, cũng như các bạn thao tác trên màn hình thì gần như không có độ trễ. Bởi vậy những bạn nào mà chúng ta thực hiện những cái thao tác như vẽ này hoặc là thiết kế những cái gì đó mà cần đi vào chi tiết á, thì các bạn sử dụng cái bút S Pen này rất là thích. Ở trên chiếc Samsung Galaxy Tab S7 hoặc là S7 Plus thì ở phía sau, phía dưới phần camera, các bạn sẽ thấy là Samsung có một cái họa tiết đường sọc để người dùng có thể xác định được vị trí đặt bút S Pen. Ở phiên bản FE này thì ở phía sau chúng ta không có cái họa tiết đó, nhưng mà cái khu vực phía dưới camera cũng sẽ là một cái khu vực nam châm để các bạn có thể gắn bút vào như thế này. Và đây cũng là khu vực để sạc lại pin cho chiếc bút của chúng ta luôn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể rất là dễ dàng gắn cái bút vào hai bên cạnh máy nè, bởi vì nó cũng sẽ có phần nam châm ở đây, sao mà cho các bạn có thể thuận tiện lấy ra và sử dụng nhất mà thôi. Và như lúc nãy mình có nói, màn hình của máy có một cái kích thước là 12.4 inch. Màn hình này có độ phân giải lớn 1600x2560 pixel, cho nên là những gì hiển thị trên màn hình cũng rất là sắc nét luôn. Màn hình của máy cũng sử dụng tấm nền TFT giống như là trên chiếc Samsung Galaxy Tab S7 với tần số quét là 60Hz. Nghe đến màn hình TFT thì có lẽ các bạn sẽ hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên với những trải nghiệm của mình thì mình thấy là màn hình này chỉ có một cái điểm yếu, duy nhất là cái góc nhìn của nó không được rộng thôi. Còn lại thì nó vẫn hiển thị rất là đẹp mắt từ màu sắc cho đến chi tiết. Các bạn có thể sử dụng màn hình của máy để làm việc chính cũng ok vì kích thước cũng đã rất là lớn rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn tính năng màn hình thứ hai và kết hợp với lại một cái máy tính laptop Windows để sử dụng hai màn hình cùng một lúc vô cùng tiện lợi và kết nối nhanh chóng, hoặc là sử dụng tính năng Samsung Dex để có thể mở rộng lên một cái màn hình lớn hơn để làm việc. Với một chiếc máy tính bảng có kích thước lớn như vậy thì chắc chắn đây không phải là một cái thiết bị cần có sự đầu tư nhiều về phần camera rồi. Và chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE chỉ có một cái camera duy nhất ở phía sau thôi, độ phân giải là 8 megapixel, và một cái camera selfie độ phân giải là 5 megapixel. Với bản thân mình thì mình sẽ thường sử dụng hai cái camera này cho những cái nhu cầu như là video call nè, hoặc là họp online thôi, và mình cũng không có những cái nhu cầu cao hơn. Tuy nhiên thì trong phần chụp ảnh của chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung vẫn trang bị cho người dùng những cái tính năng chụp ảnh đặc trưng của Samsung để các bạn có thể trải nghiệm, như là chụp ảnh một chạm single tap nè, chụp ảnh xóa phông, vẽ tay AR và rất là nhiều thứ nữa nếu như các bạn muốn trải nghiệm thêm về phần chụp ảnh.
Về cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE được trang bị con chip Snapdragon 750 5G kết hợp với đó là 4GB RAM và 64GB ROM. Cấu hình này không có quá xuất sắc, tuy nhiên là để cho những cái tác vụ hàng ngày, các bạn làm việc, những cái công việc văn phòng cơ bản nè, hoặc là các bạn giải trí xem phim thì nó sẽ vẫn có một cái hiệu năng rất là mượt mà để cho các bạn có được một cái trải nghiệm tốt. Viên pin của chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE là 10.090mAh và máy có hỗ trợ sạc nhanh 45W. Tuy nhiên cái củ sạc đi kèm trong hộp chỉ là cái củ sạc 15W mà thôi. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm sạc 45W thì có thể mua những cái củ sạc bên ngoài. Và với cái củ sạc 15W đi kèm với máy thì mình cũng đã có thử sạc với nó rồi. Và mình sạc từ 27% lên 100%, nó sẽ mất tầm khoảng 2 tiếng 45 phút. Với một cái viên pin lớn như vậy thì mình thấy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái củ 15W này sạc thì vẫn rất là ok. Hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE đang có giá bán là 13 triệu 990 ngàn đồng. Kèm theo với đó là rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi khác tại VT Shop. Nếu mà so ra thì nó sẽ có một cái mức giá chênh lệch rất là nhiều so với lại chiếc Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Tuy nhiên thì các bạn sẽ có thể trải nghiệm được một cái màn hình lớn tương tự nè, kèm với là những cái công nghệ tương tự như là dòng Galaxy Tab S7 Plus luôn, với một cái mức giá tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái thiết bị vừa có thể tích hợp cả làm việc nè và giải trí trong cùng một cái thiết bị rất là gọn gàng, nhanh chóng và còn có cả bút S Pen đi kèm để mà trải nghiệm nữa thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là phù hợp dành cho các bạn. Và chi tiết về chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE này thì các bạn có thể tham khảo tại trang web fptshop.com.vn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.